Xin chào các bạn đã đến với kênh trung tâm cây giống tam đảo của chúng tôi. Hôm nay mình lại giới thiệu các bạn một cây hoàn toàn mới mà trên kênh YouTube của mình chưa hề có. Các bạn, đây là cây giống ngọc am các bạn nhé. Nếu mới nhìn thì các bạn thấy là nó gần giống thông, nó gần giống các bạn thấy là nó một số cây. Nhưng mà đây là gọi là cây ngọc am các bạn nhé. Đấy. Thì hiện tại năm nay bên nhà vườn mình đang ươm khoảng 10 vạn cây giống ngọc am như này. Đấy, nó cao đang cây này khá tốt, nó khoảng 10 cm. Đấy. Cây này thì nó sẽ vận chuyển thì nó hơi khó một chút bởi vì là nó rất là mềm các bạn ạ. Đây. Nó rất là mềm, cây mềm, và nếu mà các bạn thấy là nếu mà vận chuyển qua bưu điện thì nó hơi khó khăn. Nên là các bác nào có nhu cầu có thể đánh xe đến tận vườn để lấy khoảng nghìn cây, vài chục nghìn cây bên mình đều có cả. Đấy, nhưng mà chuyển sang bưu điện loại cây này thì nó sẽ hơi vất vả. Đấy. Đấy. Đợi nó tốt hơn thì chúng ta có thể là vận chuyển được. Nhưng là mà cây này các bạn thấy là nó rất là mềm, mềm nên rất là khó. Các bạn thấy là cây ngọc am này thì lá kim này các bạn này. Đấy, lá kim. Đấy. Đấy, lá kim. Đấy, các bạn thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Nó đẹp. Cái giá trị kinh tế nó rất là cao. Bây giờ mình sẽ bật cái phim qua cho mình từ gốc lên ngọn cái cây ngọc am này để các bạn cùng xem và phân tích nha các bạn nhé. Thế thì cây ngọc am này ở nước ta phân bố chủ yếu ở tỉnh Hà Giang, nhưng hiện nay thì trung tâm cây giống Tam Đảo bên mình cũng đang có rất nhiều các loại cây giống như này. Trong những năm gần đây thì đã có rất nhiều gia đình, các hộ gia đình đã trồng thành công và được rất nhiều báo chí, cán bộ chuyên ngành tới để nghiên cứu. Đấy. Thì cây ngọc am này thực chất nó là cây sa mu dầu để phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như tên gọi của tỉnh thì chúng tôi gọi ở đây là cây ngọc am. Đấy. Và nguồn gốc nơi nhân giống của loại cây này chính là cây ngọc am này, ngọc am Hà Giang, thì chính là đặt tên theo địa danh mà nơi bắt đầu có cái cây này các bạn nhé. Ngọc am thì là cây gỗ lớn, cây cao trên 30 m, đường kính có thể lên đến 5-6 m. Đấy, thân cây tròn và thẳng, vỏ cây có màu nâu hoặc là xám. Đấy, nứt dọc. Đấy. Nứt dọc, cành cây mọc thành nhiều tầng, xếp thành từng trụ. Lá cây ngọc am thì có dạng nhọn, dài đến 4-8 cm, rộng khoảng 3-5 m. Hình dáng lá cây rất giống với lá cây sa mộc, nhưng lá dài. Đấy. Đầu lá mềm mại, khác xa với mộc. Mộc thì nó ngắn hơn, nhọn và rất cứng. Lá cây ngọc am thì xếp xoắn ốc nhưng vặn ở cuống, và cùng với cành là cành làm thành mặt phẳng dọc hai bên gân. Ở giữa phía dưới có hai dải phấn trắng. Mặt trên có hai rãnh song song mép lá. Cây ngọc am ra hoa từ tháng 3 tháng 4, quả chín tháng 10 tháng 11. Thu hái hạt thường là 15 trên 12. Khi quả chuyển sang màu vàng nhạt, hạt màu cánh gián, nhân trắng hoặc trắng mờ. Đấy, và để đặc điểm của cây gỗ ngọc am là gỗ ngọc am không chỉ có màu sắc đẹp, vân gỗ rõ nét mà còn có mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Đấy, có sức uốn cong cao, dễ cưa xẻ, bào trơn và đánh bóng. Gỗ ngọc am rất bền, không bị mối mọt, có hoa văn màu sắc rất đẹp nên được ưa dùng làm các đồ thủ công mỹ nghệ, làm các vật dụng trong gia đình. Đấy, vật dụng cho gia đình. Đấy. Thì hiện nay thì cây giống gỗ ngọc am thì được bên trung tâm cây giống Tam Đảo nhân giống để phục vụ bà con, nhu cầu bà con trong cả nước. Đấy, với cái tùy theo số lượng, kích thước cây, bà con để lại cái số điện thoại hoặc là gọi cho chúng tôi theo cái số điện thoại ở bên dưới tiêu đề để được trung tâm cây giống Tam Đảo tư vấn cụ thể về cây giống gỗ ngọc am như này.
cái giống gỗ Ngọc Am này chúng tôi được lấy hạt giống từ Ngọc Am Hà Giang đấy, để phục vụ cho bà con và chuẩn giống 100%. Chúng tôi cam kết cùng bà con phát triển cây giống ngọc, cây gỗ Ngọc Am như này để phát triển kinh tế cho bà con, cũng như là phục vụ mục đích của nhà nước về trồng 1 tỷ cây xanh cũng như những cây hiếm trong rừng nguyên sinh của Việt Nam chúng ta. Đấy. Hiện nay thì chúng tôi đang có khoảng 10 vạn cây giống gỗ Ngọc Am đấy, để phục vụ bà con. Đấy. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số hotline của tôi để dưới tiêu đề. Đấy chứ ạ. Đấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, subscribe, nhấn cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều video hơn nữa, chia sẻ từ kênh Trung tâm Cây Giống Tam Đảo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bà con ở những video tiếp theo.